khi bạn lưu thông trong đường phố, việc còi xe của bạn quá nhỏ sẽ làm bạn rất là khó khăn khi mà chúng ta lưu thông. Làm thế nào để các bạn lái xe tốt hơn, và với một đôi còi như thế nào để chúng ta có thể lưu thông văn minh, lịch sự? Trong video ngắn ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn hai loại còi mà các bạn nên lựa chọn và trang bị cho chiếc xe của mình để chúng ta có đủ âm độ khi lái xe văn minh và lịch sự. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy giúp Lý Lê chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê bên dưới. Hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo. Các bạn có ý kiến gì hay hoặc đóng góp comment vào phần bình luận để chúng ta có thể trực tiếp tương tác được với nhau. Cảm ơn các bạn. Quay lại chủ đề chính ngày hôm nay về hai loại còi mà các bạn cần lắp đặt. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ với các bạn vì sao chúng ta phải lắp còi đủ cái âm độ để chúng ta lưu thông. Và phần thứ hai, loại còi nào phù hợp và tốt nhất để các bạn sử dụng. Vâng, chúng ta lưu thông ở trên đường phố mà đông đúc, cùng với đó rất là nhiều phương tiện ầm ĩ. Khi mà còi của các bạn nó quá nhỏ mà các bạn sử dụng, làm cho đằng trước hoặc ở trong ngõ các bạn không thể phát hiện được ra là có xe đi tới. Vì vậy rất dễ xảy ra nguy hiểm. Đặc biệt là khi các bạn lưu thông ra ngoài thủ đô, với đặc tính sinh hoạt ở nông thôn hoặc thị xã, các trẻ nhỏ rất là tự nhiên chạy nhảy. Vì vậy còi quá bé các bạn sẽ không thể phát hiện được ra và các bạn vẫn cứ vô tư lao ra. Như vậy thì rất là nguy hiểm cho người lái xe. Vì vậy mà các bạn cần chọn cho mình một đôi còi đủ âm lượng để chúng ta có thể lưu thông tốt hơn. Tại sao mà các bạn, ngay cả khi mà xe của các bạn mới, các bạn cũng không nghe thấy tiếng còi của mình đạt chuẩn? Bởi vì cái chiếc còi theo xe của các bạn nó chỉ có một con thôi. Và với những cái đôi còi như thế này, thông thường thì với đôi còi sên này nó sẽ có hai con. Trên tay mình đây hôm nay là một đôi còi Denso, và với đôi còi này thì nó sẽ có hai con. Thông thường như các anh em thợ ấy, thì sẽ nói nó là một con đực và một con cái. Và còi thì luôn luôn đi theo đôi. Do vậy với đôi còi này thì sẽ đảm bảo được cái tiếng nó êm hơn và cái âm lượng của nó đủ để cho các bạn lái xe. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử đôi còi này nhé. Đây ạ, và đây là đôi còi khi mà thay thế cho một đôi còi thông thường. Đây là một cái đôi còi mà Denso khi mà thay thế cho xe của chúng ta. Vậy thì với những cái tiếng còi ấm và vang như vậy thì chúng ta lái xe nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đường phố đông, các bạn không phải bấm còi quá to. Thì đôi khi chúng ta bấm quá to thì nó là một cái điều bất lịch sự. Tuy nhiên còi mà không đủ cái âm lượng thì sẽ làm cho chúng ta rất là khó khăn khi lái xe. Và với một đôi còi như thế này thì các bạn sẽ yên tâm hơn rất là nhiều đi trong đường phố. Ngay cả khi các bạn tham gia giao thông đến những cái vùng quê hẻo lánh hoặc đến những thị xã, thị trấn thì các bạn cũng có đủ âm lượng để cho người chuẩn bị ra đường hoặc những người đi trên đường hiểu là đang có xe đi tới, tránh việc gặp nguy hiểm. Và đôi còi thứ hai mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một đôi còi ngân. Và với đôi còi ngân này thì các bạn sẽ có những cái giọng nó ngân dài hơn. Xin thưa với các bạn, còi, đèn khi chúng ta sử dụng đều do ý thức của người sử dụng, ấy không phải là ở cái còi. Vấn đề là chúng ta sử dụng làm sao cho đúng mục đích. Và mình sẽ thử cho các bạn xem đôi còi ngân này nó sẽ có những cái giọng như thế nào. Và đây là một đôi còi ngân của Hàn Quốc. Anh thợ kỹ thuật sẽ thử còi cho các bạn nhé. Đối với những đôi còi ngân này thì xe mà anh em đi xe tải và xe con mà làm dịch vụ thì các bạn ấy rất là hay lắp đặt. Bởi vì cái đặc thù công việc, với cái giọng còi ngân này thì nó sẽ vang hơn, âm hơn và nó có thể kéo dài cái còi của chúng ta hơn. Thì như mình chia sẻ thì sử dụng còi làm sao cho nó văn minh. Đối với sử dụng còi khi thật cần thiết, nó sẽ mang lại hữu ích cho chúng ta. Tuy nhiên có một số anh em lái xe thì sử dụng còi hơi thái quá, cho nên sẽ làm những người tham gia giao thông bị phiền. Vừa rồi là mình chia sẻ với các bạn hai loại còi mà các bạn nên lắp đặt cho xe của mình. Đó là một đôi còi Denso của Indo và một đôi còi ngân của Hàn Quốc.
Với đôi cò ngân này thì nó sẽ có giọng ấm hơn, vang hơn và xa hơn. Và tùy từng nhu cầu và mục đích sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn một trong hai đôi còi cho xe của chúng ta. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy giúp mình chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê bên dưới. Hãy nhấn vào nút của chuông để nhận được những video tiếp theo. Xin kính chúc các anh em lái xe an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.